Hả? Alo. Alo. Có phải chị là Nguyệt không? Dạ tôi là Nguyệt đây ạ. Xin lỗi, anh là ai? Tôi là thám tử làm việc cho anh Tiến. Hả? Anh nói cái gì? Anh là thám tử làm việc cho anh Tiến á hả? Ừ, tôi đã tìm được em gái của anh Tiến. Anh nói sao? Đúng. Có chính xác là cô gái đó không? Chính xác, tôi đã tìm được cô gái đó. Ừ. Tôi biết rồi. Chị có chuyện này muốn nói với em nè. Có chuyện gì vậy chị? Thanh, chị muốn về Sài Gòn. Về Sài Gòn? Chị mới hứa với em là ngày mai chị dẫn em đi chơi nhiều chỗ mà. Sao về sớm vậy? Còn rất là nhiều nơi chị em mình chưa đi mà. Thôi mai mốt rồi mình đi cũng được mà. Bây giờ có việc quan trọng lắm, chị muốn về Sài Gòn liền. Tại sao? Hơn nửa tháng rồi chị vẫn không quên được anh Tiến. Đang đi chơi vui vẻ lại nặng nặc đồ về. Thanh à, chị xin lỗi. Nhưng mà chuyện tìm kiếm em gái của anh Tiến, chị đã hứa là tìm kiếm lâu lắm rồi. Chị không ngờ là việc tìm kiếm kéo dài đến tận bây giờ luôn. Tới hôm nay nè thì mới có manh mối. Đó không còn là trách nhiệm của chị. Anh Tiến mất rồi. Bây giờ chị tìm được em gái của anh Tiến có ý nghĩa gì đâu. Chị làm cho chị càng thêm đau khổ vì nhớ anh Tiến hơn nữa. Còn em gái của anh Tiến, em nghĩ cô ấy rất đau khổ khi biết tin mình mất người thân đó chị. Em thấy tốt nhất chúng ta nên lo chuyện này đi chị. Chị cảm ơn em Thanh. Chị biết em lo lắng cho chị lắm. Nhưng mà thôi đi, lần sau chị hứa với em á, chị với em sẽ đi chơi vài ngày hơn. Mình về khách sạn dọn đồ rồi đi về. Chị cảm ơn em nha. Đi. Chị ơi, chỗ này tốt nha hả? Tôi quay lại chị không? Sao? Chị, chắc không phải chỗ này. Chỗ này phức tạp làm sao mà ở được chứ? Không sao đâu. Nắm tay chị nè. À, chị, có người kìa. À, dạ, cô ơi, cô cho con hỏi. Ở đây cô biết ai tên Nhung không ạ? Tôi biết, cô ơi. Hỏi đi. Dạ, cảm ơn. Xin lỗi, có ai trong nhà không? Có chuyện gì? Dạ. Dạ, cho em hỏi thăm chút xíu nha. Phiền phức quá. Nè, bà làm gì dữ vậy? Tôi hỏi thăm chuyện bạn chút. Bà biết thì bà trả lời, không biết thì thôi. Có mất mát gì đâu mà bạn vậy. Hỏi gì? Dạ, chị cho em hỏi, chị có biết cô gái trong hình này không ạ? À, cái con nhỏ này á hả? Dạ. Con nhỏ này nó có gia đình đi Mỹ mà. Dạ đúng rồi đó chị. Chị biết không, chị chỉ giúp cho em đi. Trời ơi, cô tin lời mấy con ca ve đó hả? Ở đây có con ca ve nào mà không nói gia đình nó giàu có, là Việt Kiều ở Mỹ. Đáng lẽ nó là tiểu thư ở Mỹ, chứ không phải nó nghèo hèn mà lăn lộn ở cái xóm này đâu. Bà nói nhiều quá.
Hỏi bà biết thì bà trả lời, không biết thì thôi. Thôi đi. Có biết, nó thường ở dưới gầm cầu á. Đây nè, cái gầm cầu ở trước này nè. Cảm ơn chị, em cảm ơn chị. Nè, mà hai người đi kiếm nó phải không? Cẩn thận đó nha, chứ tôi nghe nói con nhỏ đó nó bị sida đó. Cảm ơn chị. Con nhỏ này sida giai đoạn cuối đó, chừng vài ngày nữa là chết thôi. Tới gần con chừng bị lây đó. Hình ảnh này thật là ghê rợn. Có khi nào kết thúc của mình cũng sẽ giống như vậy không? Nhung ơi, Nhung. Chị, đừng có đụng vô, bị lây bây giờ. Em an tâm đi, chị biết tự bảo vệ mình mà. Nhìn khuôn mặt của cô bé này nè, chị biết chắc nó là em gái của anh Tiến mà. Thành à, dù như thế nào chị phải nói với nó. Chị muốn nói với nó là gia đình vẫn luôn đang tìm kiếm nó. Nhung ơi, Nhung, em có nhớ chị không? Em nhớ chị không Nhung? Em nhìn ra chị không vậy? Nhung, chị đây, chị Nguyệt đây. Cuối cùng rồi chị cũng tìm được tôi. Nhưng mà tôi không có tiền để trả lại cho chị đâu. Không phải đâu, chị kiếm em không phải là để đòi tiền. Chị hiểu hoàn cảnh của em mà. Đó cũng là tội lỗi của tôi. Có phải chị cũng từng nguyền rủa tôi rất nhiều phải không? Nên chị mới giả bộ nói là chị thông cảm. Cuộc đời khốn nạn của tôi không có ai chữ thông cảm đâu. Em đừng có nói như vậy. Chị xin em mà. Chị không sợ sao? Chị buông tôi ra. Sao chị còn nắm tay? Tôi sẽ chết ngày hôm nay. Sao chị còn nắm tay tôi? Em là em gái của anh Tiến, thì em cũng giống như là em gái của chị thôi. Chị không sợ. Anh Tiến, có phải đúng vậy? Anh Tiến, anh của em đó. Anh kiếm em lâu lắm rồi. Anh đang ở đâu? Anh muốn nói với em lời xin lỗi. Em không còn hơi sức nữa. Em cố gắng sống. Cái đồng hồ này là kỷ niệm của gia đình tôi. Bây giờ tôi không cần phải giữ nữa. Bây giờ chị trao lại cho anh ấy. Chị ơi, anh ấy lạnh quá. Em à, em lạnh hả? Em thấy đỡ lạnh chưa? Em đã thấy đỡ lạnh chưa? Anh hai ơi, anh đừng đi nữa. Chờ em đi với anh hai. Nhưng mà đừng như vậy mà. Mở mắt ra, mở mắt ra nhìn chị nè. Nhung ơi, đừng như vậy mà Nhung. Nhung ơi, đừng có nhắm mắt mà Nhung. Em hãy ngủ đi. Trong giấc mơ, em sẽ được gặp anh hai của em. Nhà ở đó sẽ không còn lạnh nữa.
Nguyệt nè, anh có thể nói chuyện với em một lát được không? Tiến sẽ không thể nào yên lòng nếu em cứ đau buồn như vậy hoài. Hãy cố gắng sống tốt nha em. Ủa, giấy tờ gì vậy anh? Đây là số giấy tờ liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu nhà cho em. Quyền sở hữu nhà hả? Đúng. Ngoài em ra, trên đời này Tiến không còn người thân nào nữa. Và hơn ai hết, Tiến luôn mong muốn sẽ cùng sống chung trọn đời với em trong ngôi nhà này. Chỉ tiếc là... chỉ cần em điền đầy đủ thông tin trong mẫu đơn này là được. Phần còn lại anh sẽ thay em giải quyết. Cảm ơn anh. Khách sáo anh chị em. Anh chỉ thay Tiến hoàn thành những việc mà Tiến chưa kịp hoàn thành thôi. Anh Tiến thật may mắn khi có một người bạn thân giống như anh. Nói vậy chứ không gặp thì thôi, chứ mỗi lần gặp mặt á, nó hay than phiền, nói anh nói nhiều lắm. À, việc chỗ ở không cần lo nữa. Những việc còn lại là chi tiêu hàng ngày của em, cũng là một vấn đề đáng lo đó. Anh đừng lo cho em, em tự lo được hết. Nguyệt nè, anh nghĩ em nên bán chiếc xe hơi của Tiến, rồi lấy tiền đó gửi tiết kiệm ngân hàng. Tạm thời dùng tiền đó trang trải cuộc sống hàng ngày của em. Không, em không có bán đâu. Em nhớ là anh Tiến anh thích cái xe đó lắm. Anh đồng ý là Tiến rất thích xe đó, nhưng em có biết là Tiến luôn hằng mong ước em có một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng mà Tiến sẽ không trách em đâu. Em hãy dùng số tiền bán xe để ổn định cuộc sống và tìm cho mình một hướng đi mới. Ví dụ như là đăng ký một lớp học nghề chẳng hạn. Đó là nguyện vọng của Tiến lúc còn sống. Em hãy hoàn thành tâm nguyện của Tiến và phải sống tốt hơn. Có như vậy ở suối vàng Tiến mới an tâm được chứ. Có chuyện gì mà chị đến đây vậy? Nè, chị có mua trái cây đến cho em nè. Chị nhớ là em thích ăn xoài lắm. Mà bộ chị không được tới đây nữa hả Thanh? Em cứ nghĩ chị không bao giờ đến đây nữa. Nơi này là nơi mà chị được che mưa che nắng mỗi ngày trong một thời gian rất là dài mà. Sao mà chị quên được hả Thanh? Chị, bộ chị không giận em hả? Không phải em thì là do chị thôi. Chị và anh Tiến có duyên mà không có phận. Em xin lỗi chị. Người có lỗi là chị mà. Nếu ngay từ đầu chị từ chối tình cảm của anh Tiến thì chắc anh không có chết trong đau đớn như vậy đâu. Chị đúng là người xấu xa. Bản thân nhơ nhuốc mà còn bày đặt mơ tưởng hảo quyền nữa. Chị là một kẻ không ra gì mà. Thôi mà, chị đừng như vậy mà. Đừng có trách mình như vậy. Đó là lỗi của em. Tại em mà chị. Đó là lỗi của em. Tại em mà.
chị đừng tốt với em nữa. Em không đáng để chị quan tâm đâu. Chị đừng đến đây nữa. Bọn em không tính gặp chị nữa hết anh. Bây giờ anh Tiến anh mất rồi, chỉ còn có mỗi mình em mà. Em bỏ mặc chị luôn hết anh. Chị cần đến đứa nghiện ngập như em làm gì chứ? Bởi vì trong thâm tâm chị, chị coi em như là một đứa em ruột của chị vậy. Em đừng cảm thấy có lỗi. Để sống với chị đi Thanh. Để sống trong căn nhà của anh Tiến. Chị thấy cô đơn lắm Thanh ơi. Nhiều khi chị muốn chấm dứt cuộc đời để đi gặp anh. Nhưng mà nghĩ đến mẹ, nghĩ đến em, chị không thể làm được. Anh Tiến sẽ vui lắm nếu như mà em đến sống cùng với chị. Em hiểu tình cảm của chị dành cho em. Em cũng muốn sống bên cạnh chị. Nhưng em sống trong căn nhà của anh Tiến để lại. Giả lại, em không thể đối diện với hình ảnh của anh Tiến. Em không chịu nổi đâu chị. Em là người đã gây ra cái chết của anh Tiến. Nếu chị và anh Tiến không gì muốn cứu em thoát khỏi sự đánh đập của bọn ma cô thì chuyện sẽ không ra nông nỗi này. Em đã hại chết anh Tiến rồi. Thành, chị nghĩ chị cứ về bên đó sống đi. Lâu lâu em sẽ qua thăm chị cho đỡ buồn. Còn em sẽ sống ở đây vì em quen ở đây rồi. Em đã nói như vậy rồi thì chị không ép em nữa. Ngày mai em qua nhà chị ha. Hai chị em mình đi chợ nấu ăn giống như ngày xưa ha. Không phải là em rất thích đồ ăn chị nấu hả? Em là nghĩa là đồng ý rồi nha. Mệt hả? Thôi để đó chị làm cho. Đi lên lầu nghỉ đi. Vậy em lên lầu nghỉ chút nha. Thank you.
Cuộc đời là bể khổ mà. Cậu ấy ra đi như vậy là coi như trả hết nợ trần gian rồi. Mỗi một người đều có kiếp phận riêng. Cô không cần phải oán than. Thay vì oán than, cô hãy tìm cho mình một lối thoát, để trong cuộc đời còn lại của mình cô tìm được sự bình yên. Cuộc sống của con đã kết thúc từ khi người yêu của con đã rời khỏi thế gian này. Con cũng cố gắng sống cho hết cuộc đời mà ông trời đã an bài cho con thôi. Một lá non mới trổ báo hiệu một mầm sống của cây. Khi đã phát triển một lá xanh to lớn thì hấp thụ ánh sáng, nước, cung cấp lại cho cây. Đất, nước tái tạo chất dinh dưỡng để nuôi dưỡng cho cây. Vạn vật trên đời này tồn tại đều có lý do của nó. Khi xảy ra một sự việc nào đó đều có lý do riêng của nó. Hà cớ gì mà cô tự làm khổ mình như vậy? Càng dày dò bản thân, cuộc sống của cô càng bí tắc. Cô hãy cho bản thân mình một cơ hội để bắt đầu lại cuộc đời mới. Con đã phạm nhiều sai lầm quá thầy ơi. Đến nỗi bây giờ con không thể nào quay lại như xưa được. Biết sai mà sửa đổi là giác ngộ đúng. Đã biết sai mà càng làm thêm sai thì thật là đáng trách. Đa số mọi người tìm đến cửa Phật để tìm đến sự mầu nhiệm của Phật Pháp, nhưng họ đâu biết chính trong người họ tồn tại sự nhiệm màu có thể giúp họ vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Con có biết sự nhiệm màu là gì không? Dạ, thưa thầy, con không biết. Là lòng tin đó. Có lòng tin, con người sẽ vượt qua hết tất cả mọi chông gai. Nhưng nếu lòng tin đó đã mất đi rồi, con người dễ sa vào những u mê của vật chất, thậm chí cúi đầu khuất phục những cái ác. Cô không thể vượt lên được chính mình, nên cô mới cảm thấy lạc lối, không định hướng được cuộc sống. Con cảm ơn thầy, con đã hiểu. Thưa thầy, có phải mấy đứa trẻ mà đang chơi ở trong chùa là cô nhi mà do chùa mình nuôi không thầy? Một số là do hoàn cảnh gia đình khó khăn gửi vô chùa để chăm sóc. Tuy cuộc sống trong chùa đạm bạc, nhưng nhà chùa vẫn chăm sóc, nuôi dưỡng. Còn hiện giờ cũng không có khá giả gì hết. Nhưng con hy vọng là con có thể san sẻ những nỗi bất hạnh của các em nhỏ ở đây. Thưa thầy, cho phép con nhận nuôi các em cô nhi trong chùa được không thầy? Tấm lòng của cô, thầy xin thay mặt các em cảm ơn. Dạ. Em sẽ đến đây thăm anh thường xuyên mà. Anh không có cô đơn đâu.
anh. Sếp lại cười. Bộ anh nói không đúng sao? Anh nói cái gì cũng đúng hết á. Chỉ là người ta khi mới yêu thì chìm đắm trong men tình lắm, nhưng đến lúc chán rồi thì lại tìm kiếm hương tình mới ở người khác. Em nói vậy nghĩa là em nói anh là người sở khanh đúng không? Cái đó là anh nói chứ không phải em nói đâu à nha. Em nè, trước hoàng hôn anh xin thề, anh chỉ yêu mỗi mình em. Anh sẽ luôn làm bờ vai để cho em nương tựa, và sẽ dùng đôi tay này để bảo vệ em. Đồ khô rồi đó, để chị làm cho. Em đi ra lấy vô rồi đem lên lầu đi. Sẵn em đang làm rồi, chị vô chị làm giùm em đi. Em làm này cái. Vậy để chị xếp luôn cho. Chị, hôm nay mình vô siêu thị á, mình mua ít ít thôi nha. Mình phải tiết kiệm đó. Mình gần hết tiền rồi đó chị. Chị. Chị, thôi được rồi. Mình phải tiết kiệm đó. Chị ơi, chị mua nhiều đồ quá vậy. Chị, mình sắp hết tiền rồi đó. Chị Nguyệt, thôi mà chị. Chị, mình phải tiết kiệm mà. Em đừng có lo nữa. Chị bán xe của anh Tiến rồi, để lo cho các khoản chi phí của mình hàng ngày. Nhưng dù gì mình cũng phải tiết kiệm chứ. Chị không có nghĩ gì hết á. Bây giờ mọi thứ muốn ra sao thì ra, miễn vui là được. Xin thông báo, xin mời tổ trưởng tổ bảo vệ cổng số 4 lên nhân phòng gấp. Xin mời tổ trưởng tổ bảo vệ lên nhân phòng gấp. Nặng quá.
Chị sắp đi, sắp chỗ nào chị sắp đi. Anh à, chị lên lầu chút nha, em sắp đồ đi. Lại cho em hả? Chị làm gì vậy? Trả đây cho chị. Chị điên hả? Đưa đây. Không. Chị ơi, đưa đây cho em đi. Em không muốn chị xa lại giống em đâu. Anh Tiến không bao giờ ngưng nhắm mắt khi thấy chị xa lại vào chuyện này. Đưa đây cho em đi. Không, không, không. Thành ơi, chị biết mà, nhưng mà em làm ơn đi, em để cho chị chơi đi. Chị có thể như vậy, chị mới có cảm giác là anh Tiến bên cạnh chị. Chị biết chỉ là ảo giác thôi, nhưng mà chị không có cách nào khác hết Thành ơi. Nhưng mà không được đâu, không được đâu. Chị đưa đây cho không, em đi. Không, đưa đây cho em. Không. Chị à, của chị mà. Chị đưa đây. Đừng mà. Đưa đây cho em đi. Chị. Thành ơi, trả lại cho chị đi Thành. Vì em thương chị nên em không muốn chị phải phụ thuộc vào loại ma túy này. Mày có đưa đây không? Mày đưa cho tao không? Mày có đưa cho tao hay không? Hả? Không, em không đưa đâu. Trả đây. Trả đây cho tao. Trả đây cho em. Con nhỏ này, nhà cửa rộng lớn như vậy mà nó làm cái gì ở trong mà không đóng cửa vậy ta? Như vậy hả con? Nguyệt à, nghe lời mẹ, đi cai nghiện đi con. Con đừng có sợ, mẹ sẽ ở bên cạnh con mà. Con không đi đâu hết á, mẹ cứ để mặc con đi. Sao mẹ có thể bỏ mặc con được chứ? Nghe lời mẹ, đi cai thuốc đi con. Con đã cố khuyên chị ấy rồi mà chị ấy không có chịu nghe. Tại con tôi sống với lại người bê tha như cô, cho nên cuộc đời nó mới khổ như vậy đó. Mẹ thôi đi, con gặp mẹ con mừng lắm, nhưng mà bây giờ con không có cai thuốc được. Con không có cai thuốc được đâu. Vậy từ nay con đừng gọi mẹ là mẹ nữa. Mẹ, con không có ý cãi lời mẹ, nhưng mà mẹ ơi, con không có cưỡng lại được cơn nghiện ập tới đâu mẹ. Con đau đớn lắm, con khó chịu lắm, con mới chịu được đâu mẹ ơi. Nguyệt à, con không nghĩ tới thằng Tiến sao? Nó ở dưới suối vàng sẽ nghĩ sao khi thấy con sa đà vào con đường nghiện ngập như vậy chứ? Con luôn miệng than quán mệt mỏi đau khổ, rồi lấy lý do đó sa đà vào con đường nghiện ngập hả? Con thật ích kỷ khi chỉ nghĩ đến bản thân mình, con biết không? Nhưng con không tự tin để nghĩ đến chuyện cai thuốc đâu mẹ. Con hãy nghĩ tới thằng Tiến mà ráng cai thuốc. Lúc nó còn sống, chẳng phải nó đã lo lắng và chăm sóc tốt cho con đó sao? Coi như con làm gì nó đi. Chị à, chị nghe lời bác mà ráng cai nghiện đi chị. Tôi hy vọng là từ nay mẹ con tôi sẽ không còn gặp lại cô nữa. Mẹ, Thành không có xấu như mẹ nghĩ đâu mẹ. Tại hoàn cảnh đưa đẩy thôi à, nên Thành nó mới ra nông nổi như bây giờ. Mẹ đừng có trách nó. Thành, Thành ơi, em với chị đi cai thuốc đi nghe Thành. Chị à, Thành, em không thể quay đầu lại được nữa. Bác,
Con xin lỗi. Con không cần phải nói thêm cái gì nữa. Sự thật đã phơi bày ra trước mắt rồi. Nếu cô là một người bạn tốt thì khi thấy con Nguyệt nó dướng vô tệ nạn nghiện ngập như vậy, cô phải có trách nhiệm khuyên can đó. Đừng để nó đi vô con đường đó chứ. Con xin lỗi bác. Chị Nguyệt, chị ráng cai nghiện thành công nha. Thành, Thành, Thành. Con đừng có gọi nó nữa. Thành, cứ kệ nó đi, đừng có nhớ tới nó nữa. Mẹ sẽ phụ dọn đồ cho con. Mẹ, con không có cai được đâu mẹ ơi. Hiện tại tôi muốn biết thật chi tiết vụ án để kháng cáo. Tôi muốn Nguyệt kể cho tôi biết sự thật về quá trình gây án của mình, kể cả tâm lý của Nguyệt lúc đó. Bây giờ không ai có thể cứu được Nguyệt ngoài chính bản thân của mình. Nguyệt đang có một thuận lợi rất lớn, đó là có rất nhiều người đứng ra làm chứng cho Nguyệt trong quá trình mưu sinh ở Sài Gòn. Còn khi xảy ra vụ án thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra những tình tiết giảm nhẹ đến mức tối đa. Nguyệt sẽ thoát khỏi mức án cao nhất. Thậm chí nếu Nguyệt thành khẩn, chúng tôi cam đoan là Nguyệt sẽ được giảm mức án dưới 10 năm. Tôi thấy Nguyệt còn quá nhiều cơ hội để làm lại từ đầu. Chị có biết là mẹ tôi ra sao không? Cô ấy bây giờ rất khỏe, và cô đang ở trên một ngôi chùa ngày đêm cầu nguyện cho Nguyệt. Mẹ, giá như mà tôi mạnh mẽ, tôi tố cáo hắn ngay từ đầu, thì bây giờ mọi chuyện đâu có ra nông nổi như vậy đâu. Thanh. Chị, em tới lâu chưa? Anh. Dạ chào anh. Chào em. Em, sao có chuyện gì mà nhìn em có vẻ bối rối quá vậy? Hôm nay em hẹn anh chị ra đây, nó có chuyện quan trọng muốn nói. Là chuyện gì vậy em? Không sao đâu chị. Chị đừng có lo cho em. Em có chuyện này muốn nói với anh chị, mà không biết có giúp ích gì được cho chị Nguyệt không nữa. Có chuyện gì thì em cứ nói ra đi. Điều gì mà liên quan tới chị Nguyệt á thì em nói ra, để anh với chị Khánh Hòa còn tìm phương án giải quyết nữa. Em biết em đã gây ra nhiều đau khổ cho chị Nguyệt. Chị ấy đã giấu kín trong lòng, không dám chia sẻ với ai. Thực ra chị bỏ nhà ra đi là do chị bị chính cha dượng của mình cưỡng bức. Chị Nguyệt, chị chỉ biết nuốt nỗi đau vào trong lòng, lặng lẽ ra đi. Suốt thời gian đầu em ở chung với chị ấy, chị ấy không hề nhắc đến chuyện gia đình của mình. Vậy sao chị ấy tin tưởng em, chị ấy mới tâm sự với em về chuyện đau đớn nhục nhã này. Em kể ra những chuyện đau đớn này của chị Nguyệt, chỉ mong rằng giảm bớt tội lỗi của em đối với chị. Nếu không vì em thì chị Nguyệt sẽ không ra nông nỗi này đâu. Tại em, tại em. Đừng có như vậy em. Thanh, em bình tĩnh đi. Chuyện nạn nhân đã từng cưỡng dâm Nguyệt, anh đang tự đặt câu hỏi liệu bác Ánh có biết chuyện này không. Nếu cô Ánh biết mà giấu bằng bất cứ lý do gì á, thì thật sự em vẫn cảm thấy tủi thân cho Nguyệt. Em nghĩ cô Ánh phải phần nào chịu trách nhiệm với hành vi phạm tội của Nguyệt. Thôi được rồi, em ở đây với Thanh, anh đi công việc tiếp.
Dạ anh đi. Anh đi nha. Dạ. Thanh à, em cứ nghỉ ngơi đi. Mọi chuyện đã qua rồi. Em đừng tự dằn vặt bản thân mình nữa. Em cứ yên tâm đi nha. Dù sao thì chị và anh Long sẽ giúp Nguyệt khỏi dòng lao lý. Em tin chị nha. Thời gian không còn nhiều, nhưng Nguyệt cương quyết không chịu kháng án cô à. Chẳng lẽ kẻ đầu bạc như tôi phải đưa tiễn kẻ đầu xanh sao? Người giúp cho Nguyệt bây giờ duy nhất chính là cô thôi. Con nói đi, chỉ cần con Nguyệt thoát khỏi án tử, làm gì cô cũng làm hết. Những chuyện sắp nói ra chắc chắn sẽ khiến cho cô buồn. Dì Nguyệt, con hy vọng cô cố vượt qua sự thật đau lòng này. Cô hiểu rồi, con cứ nói đi. Lúc Nguyệt 16 tuổi bỏ nhà ra đi, cô có biết nguyên nhân tại sao không? Tại vì nó không hợp tính với ông Thiệu nên mới bỏ lên Sài Gòn sống. Theo con được biết, khi Nguyệt bỏ nhà ra đi là do ông Thiệu cưỡng bức Nguyệt và đe dọa mạng sống của Nguyệt nếu như dám tiết lộ chuyện này cho cô biết. Không thể có chuyện như vậy. Con biết được thông tin là cô biết chuyện bị ông Thiệu hạ đời Nguyệt, nhưng vì cưu mang hai mẹ con cô từ lúc khó khăn nên cô đã cắn răng chịu đựng. Con hy vọng là cô đừng che giấu nỗi đau đó mà hãy dũng cảm phơi bày tất cả mọi việc. Chỉ có như vậy mới cứu được Nguyệt cô à. Tôi không hiểu cậu nói cái gì. Nếu chúng ta dựa vào chi tiết ông Thiệu đã từng hại Nguyệt thì động cơ giết người của Nguyệt sẽ được xem xét lại. 16 tuổi là lứa tuổi còn đang đi học, nhưng vì gánh chịu nỗi đau tinh thần quá lớn như vậy, liệu có công bằng cho Nguyệt hay không? Khi mà cô biết chuyện lại cố tình che giấu. Bây giờ tôi thấy hơi mệt, có gì mình sẽ nói chuyện sau nha. Vậy cô có từng nghĩ ông Thiệu đã uy hiếp Nguyệt khiến cho cô ấy cùng đường làm liều không? Ý của cậu là sao? Theo suy đoán của con, ông Thiệu đã biết Nguyệt nghiện ngập nên đã dùng thuốc khống chế cô ấy, bắt cô ấy phải thỏa mãn dục vọng cho ông ta, khiến cho Nguyệt rơi vào bước đường cùng. Vì vậy lòng thù hận của Nguyệt ngày càng chồng chất. Nam ta vì dục vọng bản thân nên vô tình khiến lòng thù hận của Nguyệt nổi dậy, quyết kết thúc nỗi đau dai dẳng này. Cô đúng là quan nghiệt mà. Tại sao ông trời cũng quyết dài dò con gái của tôi như vậy chứ? Tôi là người đã phạm sai, hãy trừng phạt một mình tôi đi. Tại sao lại bắt đứa con gái tội nghiệp của tôi phải gánh lấy số phận đau đớn như vậy chứ? Nguyệt ơi, mẹ đúng là người mẹ không ra gì hết. Biết con bị hãm hại mà không thể bảo vệ được con, mẹ đúng là kẻ vô dụng, kẻ không ra gì mà. Cô à, bây giờ là lúc cô đứng ra bảo vệ Nguyệt. Nguyệt sở dĩ không nói ra sự thật là sợ cô đau lòng. Cô à, cô hãy dùng tình cảm người mẹ mà thuyết phục Nguyệt đi. Tôi còn có quyền được làm mẹ nó nữa hay sao? Nguyệt là cô gái hiếu thảo, nhất định Nguyệt sẽ nghe lời khuyên can của cô. Trời ơi, hơn 4 năm trời con bươn chải ở đây, đã có lúc mẹ từng tự hào về con, nhưng mà bây giờ mẹ không thể nói thêm điều gì với con được nữa. Mẹ thất vọng về con quá. Mẹ đừng có chỉ trích con nữa. Chẳng phải con là đứa bất hiếu mà, con là đứa không có ra gì hết á. Mẹ đã quá khổ để giữ con ở bên cạnh, không phải để chờ đến ngày hôm nay con trả lại mẹ câu nói đó đâu. Cuộc sống của mẹ như thế nào chắc con đủ lớn để hiểu.
mẹ sống vì ai, vì mục đích gì. Bây giờ con trưởng thành rồi, chỉ cần con nói với mẹ một câu duy nhất là con không cần mẹ nữa, thì mẹ sẵn sàng lập tức rời bỏ con. Con sẽ làm được mọi thứ, con không cần mẹ nữa. Con có chắc không? Con có chắc là con không cần mẹ nữa không? Được, mẹ sẽ đi cho vừa lòng con. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Mẹ đừng có đi, con cần mẹ mà mẹ ơi. Mẹ đừng có bỏ con, mẹ đừng có bỏ con. Vụ Nguyệt nghiện ma túy con cũng biết. Tiến đã rất cực khổ để đưa cô ấy ra khỏi Dũng Lầy cách đây gần một năm. Con nghĩ do cơ thể của Nguyệt chưa miễn nhiễm với ma túy, nên việc cô ấy tiếp xúc với khói thuốc sẽ bị nghiện lại ngay. Cậu quen sao với Tiến vậy? Trước kia con với cậu ấy là đối tác của nhau. Sau thời gian con và cậu ấy cùng làm việc ở nước ngoài, con thấy cậu ấy chỉ sống có một mình, và nên là con đồng cảm chia sẻ với hoàn cảnh của cậu ấy, cho nên hai anh em chơi với nhau như người thân. Chính ngôi nhà đó là cậu ấy mua từ con để tặng cho Nguyệt, coi như món quà cưới, cũng là bù đắp lại cho Nguyệt những gì cô ấy đã trải qua. Tuy là không tiếp xúc nhiều với cậu Tiến, nhưng tôi có nhiều tình cảm với cậu ấy. Tội nghiệp, cậu ấy vắng số quá. Thật sự thì hoàn cảnh của Tiến cũng éo le, hai anh em thất lạc nhau từ bé, lại thiếu vắng cả cha và mẹ, chưa tìm được em gái. Em qua đời, bây giờ đứa em gái duy nhất cũng chết. Gia cảnh của cô ấy bây giờ là chấm hết. Nhưng Tiến thương bé Nguyệt là thật lòng cô à. Mấy bữa trước còn nói công ty của cháu có tour nào đi du lịch đảo Bali của Indo để cho Nguyệt đi chơi. Dạ, nhiều bữa đó không gặp lại cô Thanh thì đâu đến nỗi. Lúc còn sống, Tiến ra sức ngăn cản Nguyệt, không cho tiếp xúc với Thanh, vì sợ Nguyệt trượt ngã theo Thanh. Đã mất dấu nhau một thời gian, không hiểu sao lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Chuyện con Nguyệt quay trở lại hút hít làm cô rất là buồn. Và cô nghĩ không thể để cho nó sống cùng với con Thanh được nữa, phải cách ly tụi nó thôi cậu à. Nếu Tiến còn sống thì cậu ấy cũng không đồng ý cho việc Nguyệt và Thanh sống chung với nhau, còn hoàn toàn đồng ý quan điểm của cô. Bây giờ mình phải làm thế nào để thuyết phục con Nguyệt nó theo cô về quê? Nhưng mà còn con Thanh thì làm sao? Bây giờ sao nỡ đẩy nó ra đường đây? Không còn cách nào khác cô à. Con và cô phải thuyết phục Nguyệt, còn Thanh thì cô ta phải chịu trách nhiệm với cuộc sống riêng của mình. Nguyệt không thể cô mang và tiếp tục mối quan hệ với Thanh được. Còn nhà cửa thì con sẽ tìm người cho thuê, tiền hàng tháng con sẽ đích thân mang về gửi cho cô, để cô có chi phí cai nghiện cho Nguyệt. Hết phiền tí rồi bây giờ lại phiền đến cậu. Thiệt, tôi cũng không biết phải nói sao nữa. Cô đừng ngại điều gì cả. Bản chất của Nguyệt không phải là người sống, chẳng qua cô ấy đang bị sốc nên sa đà vào việc này thôi. Con nghĩ trên thiên đường Tiến cũng đang rất lo lắng về cuộc sống của Nguyệt. Vì vậy hai cô cháu mình phải làm mọi cách để kéo Nguyệt trở lại với con người thật của mình. Có như vậy Tiến mới an lòng cô à. Em phải nghe lời anh và mẹ. Chuyện gì đã qua thì cho nó qua đi, em đừng quá tiêu cực về mọi thứ. Tất cả đều có nhân duyên hết em à. Dù Tiến không ở bên em, nhưng anh dám chắc một điều là cô ấy vẫn luôn dõi theo em trên con đường mà em đi. Tiến cùng em vượt qua bao nhiêu chuyện rồi,
Đến giờ phút này cô ấy không còn ân hận một điều gì nữa, bởi vì cô ấy đã sống hết lòng với em. Em đừng để cái chết của cô ấy trở nên vô nghĩa. Nhưng mà bây giờ em phải làm gì hết? Em không biết làm gì hết đó. Em phải về quê cùng mẹ em. Em phải tự mình vượt qua chuyện này. Hãy nghĩ về những gì tốt đẹp mà Tiến dành cho em. Hãy vì Tiến em à. Tất cả mọi chuyện còn lại để anh lo. Anh và mẹ đã bàn bạc với nhau rồi. Chúng ta phải làm ngay trước khi quá muộn em à. Đừng để những chuyện không đáng xảy ra nữa. Nó quá đủ rồi. Còn Thanh thì sao hả anh? Anh sẽ lo mọi việc còn lại. Em cứ an tâm về quê cai nghiện. Cai dứt điểm rồi trở lại đây cũng không muộn. Chưa có gì là quá muộn em à. Cậu Thọ nói đúng đó con à. Nguyệt à, con đừng làm cho Tiến thất vọng thêm về con nữa. Đã có mẹ và cậu Thọ ở bên cạnh con rồi. Còn Thanh, nó sẽ ổn thôi mà. Nhưng mà đi ngay bây giờ hả mẹ? Đúng, ngay bây giờ. Mẹ muốn con về quê với mẹ ngay bây giờ. Con muốn yên tĩnh một mình. Mẹ với anh cho con chút thời gian đi. Sẽ theo mẹ về và quyết tâm thoát ra mọi chuyện. Anh ở trên trời có linh thiêng thì hãy giúp cho em nghe anh. Em hứa với anh, em sẽ trở về với anh trong thời gian sớm nhất. Em sẽ làm được mà. Anh tin là như vậy. Em hãy cố gắng lên. Về đi. Con uống miếng nước đi con. Sắp tới nơi rồi. Con ráng lên nha.
Con cảm ơn mẹ. Mẹ ơi, mẹ vất vả quá à. Con là đứa không ra gì đúng không mẹ? Không đâu. Bản chất con không phải là người như vậy. Lỗi là tại mẹ. Mẹ đã không ở bên cạnh con. Mẹ đã để cho con một mình vượt qua mọi con sóng. Là lỗi tại mẹ con à. Mà mẹ ơi, anh Tiến anh bị chết hoang rồi mẹ. Lỗi tại con hết. Con đừng tự dằn vặt mình nữa. Con và cậu Tiến là do nhân duyên chưa tới. Cậu ấy sẽ không trách con đâu. Giá như lúc đó con nghe lời anh Tiến, giá như lúc đó con không chạy theo Thanh, thì bây giờ con đâu có ra nông nỗi này đâu, phải không mẹ? Mẹ rất hiểu tâm trạng của con. Ngày mẹ hay tin ba ruột của con mất, mẹ cũng như vậy. Mẹ đã nghĩ mình không thể nào vượt qua được. Nhưng rồi vì con, vì cái sinh linh bé nhỏ đang tượng hình trong bụng mẹ, mà mẹ đã lấy đó là mục tiêu sống của mình. Lúc này không phải là lúc mình dai dứt nữa con à. Nếu con nghĩ về Tiên, nếu con còn thương Tiên, thì con hãy mạnh mẽ vượt qua cơn giông bão này. Hãy cho Tiên thấy rằng cậu ấy chết không vô ích. Alo. Alo. Tôi Tuấn Binh bất động sản nghe đây. Dạ, dạ chào anh. Anh làm ơn cho tôi hỏi, nhà số 38 Nguyễn Hưng, quận 7, ai cho thuê ạ? Chủ nhà tên Thọ. Đã ký gửi bên công ty tôi. Cô có nhu cầu thuê nhà hả? Dạ, anh cho em xin số điện thoại của anh Thọ được không ạ? Không được. Tại tất cả các giao dịch bất động sản đều thông qua công ty chúng tôi, cho nên chi tiết khách hàng chúng tôi không thể tiết lộ được. Mong cô thông cảm. Dạ, dạ em cảm ơn anh. Không có gì. Chưa đi xa, anh vẫn còn ở bên cạnh em mà. Đừng bỏ cuộc, đừng gục ngã nha Nguyệt.
Nguyệt của anh mạnh mẽ hơn anh nghĩ đúng không? Anh vẫn ở bên em. Đừng làm gì khiến mọi việc thêm rối nha em. Mẹ, mẹ sao vậy? Mẹ, mẹ không sao. Mẹ đang nghĩ đến đoạn đường mà mẹ và con sẽ phải trải qua. Chắc là gian nan lắm. Con sẽ cố gắng vượt qua mà. Mẹ, Dượng, Dượng có biết chuyện của con vậy? Chuyện đó con không cần phải bận tâm đâu. Mẹ đã thu xếp đâu vào đó rồi. Con chỉ lo Dượng lúc đó đánh đập mẹ thôi ạ. Còn con thì... Không cần phải lo cho mẹ đâu mà. Mẹ chịu đựng được. Vậy còn bà Ngọc với mẹ Mai có biết con về không hả mẹ? Có. Mẹ có nói. Mẹ Mai buồn lắm. Lúc con bỏ đi, mẹ và mẹ Mai đi tìm con khắp nơi. Chưa kịp mừng vì con yên bề gia thất lại xảy ra cớ sự như vậy. Mẹ thất vọng lắm phải không? Không, mẹ chỉ buồn thôi à. Vì mẹ, kỳ này con sẽ cố gắng vượt qua mà. Cai nghiện xong rồi mẹ con mình lên Sài Gòn sống nha. Mình làm lại từ đầu nghe mẹ. Mẹ tin là con sẽ làm được. Mẹ tin là con biết mình phải làm gì lúc này mà. Suốt đời mẹ cứ sống khổ vì con hoài à. Nè, con thấy trong người sao rồi? Con mệt lắm không? Con không sao mà mẹ. Mẹ Mẹ sẽ còn vất vả vì con lắm. Không sao đâu. Thấy con khỏe mạnh là mẹ yên lòng rồi. À, để mẹ đi chợ mua cái gì về nấu cho con ăn nha. Lát nữa tranh thủ rửa mặt rồi nghỉ chút đi nha. Dạ. Rồi uống đi, uống cho quên sầu nhân thế luôn anh Tư ơi. Vô đi anh. Từ ngày anh đi á, tụi này mất hết tài nhậu, bụng chết luôn à. Lâu 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 người ta mới nhậu một lần. Tụi bay đừng hát nữa, ồn ào quá. Thiệu ơi, Thiệu. Dạ. Mày làm ơn mày dẹp giùm tao cái chậu nhậu này cái coi.
Nhậu gì mà từ sáng tới bây giờ xỉn hết trơn rồi mày cứ ngồi lè nhè. Xỉn đâu mà xỉn, có nhiêu đây sao xỉn được. Tổ cha mày, mày già rồi nghe không? Tối ngày cứ nhậu hoài à, sai xỉn xỉn hoài. Ôi dồi. Nè, đưa cho rượu đây. Đây. Bà, tôi nói với bà hoài à, nó cũng lớn rồi, đầu nó hai thứ tóc mà. Để từ từ nó suy nghĩ rồi nó thay đổi tính nết. Bà có chửi rồi có giải quyết được cái gì đâu. Để nó thay đổi rồi nó về nó lo cho vợ chồng mình. Chứ còn cái đám con gái nhà này á, ăn không ngồi rồi riết rồi là. Phải rồi. Lũ con gái nhà này chỉ có phá hoại thôi đúng không? Lúc nào cũng chỉ mũi dùi cho lũ con gái hết á. Vậy mấy lâu nay á, không có thằng Thiệu ở nhà, ai sớm hôm cận kề lo cho ba má. Thôi bữa khác nhậu ông ơi, mất hứng rồi. Về mày, em về anh Tư. Đang nhậu đi đâu vậy? Con ơi là con, cha con tụi bay á, chỉ được cái khắc khẩu với nhau thôi à. Hễ gặp nhau á, là tao nói thôi rồi à. Cô á, nên nhớ là khôn, thì sau này ráng tìm cách á, mà lấy cho được cái nhà của thằng Thiệu rồi cho con Nga lên trở nó ăn học cho bằng chị bằng em với người ta. Dễ gì qua mặt được con Ánh mà lấy má. Bởi vậy má mới nói với con, khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Làm gì làm thì con phải giữ cái nhà cho thằng Thiệu. Trời đất ơi, còn con Ánh đó hả? Xin lỗi nha, nhà mình có chấp nhận đâu. Ai mà chấp nhận nó vô dòng họ này đâu mà nó có quyền. Sao? Muốn nhà thành phố hả? Muốn gì thì muốn. Nó sắp về nhà cai nghiện rồi đó. Mày nói cái gì ai cai nghiện? Còn ai trồng khoai đất này? Hay là con Nguyệt? Con nghe nói con Nguyệt á, phong phanh nó lên Sài Gòn để kiếm công việc mà. Vậy là bữa nào con thu xếp công chuyện nhà, con lên đó coi làm sao. Khôn 3 năm dạy có 1 giờ đó nghe con. Nó mà lấy được cái nhà đó là mình trắng tay luôn á. Không có đến nổi gì đâu má ơi. Thằng Thiệu á, nó đâu phải ngu dốt gì đâu mà để cho mẹ con Ánh nó qua mặt. Trời ơi, má nói cho con nghe nha, không khéo à, nó giết luôn thằng Thiệu mà mình không hay đó. Ừ, vậy thì hai má con sắp xếp lên trển coi sự tình nó ra làm sao. Chứ cái kiểu như ếch ngồi đáy giếng á, cứ quang cái miệng hoài. Ừ, hay là hôm nào á, má với con sắp xếp đi lên đó một chuyến coi ra làm sao. Ờ ha, hôm nào mình đi thử đi con ha. Em dừng lại, chợt tìm về khắc khoải. Ở nơi ấy có anh và có mây. Mây bay về vùng trời đầy ánh nắng. Còn riêng anh đi về nơi ấy chẳng có em. Những đêm dài em cần một bờ vai. Anh ở đâu sao tìm hoài không thấy. Cho đến ngày em tìm về hiện thực, anh xuất hiện và đảo lộn trái tim em. Anh nhẹ nhàng nhưng hấp tấp trong cuồng dội. Em ngộp thở chìm đắm chẳng hoài nghi. Và cuối cùng mây kia bay về núi. Còn nỗi buồn em khắc khoải mang theo. Biết khi nào mình mới có thể gặp lại nhau hả anh? Chắc ở nơi đó anh bình yên lắm. Em ở nơi này sẽ thấy nặng lòng và ngột ngạt quá. Thank you.
Nguyệt. Mẹ. Con ở đây mà làm mẹ hết hồn hả? Con chưa khỏe, sao lại ra đây chi vậy? Mẹ, tại sao mẹ lại đặt tên con là Nguyệt hả mẹ? Vì mẹ sinh con ra vào một đêm trăng sáng, nên mẹ muốn cuộc đời của con cũng sáng như ánh trăng đêm đó. Nếu mẹ biết được cuộc đời của con sầu thảm đến như vậy, chắc là mẹ không đặt con tên đó nữa đâu hả mẹ? Không có đâu, vẫn là tên đó, vì ba con thích tên đó mà. Mẹ, mẹ kể cho con nghe về ba của con đi. Sao con lại muốn biết về ông ấy? Con có quyền được biết mà mẹ. Mẹ với ba con yêu nhau, không được sự ủng hộ của gia đình ông ấy. Vì sao hả mẹ? Vì mẹ là trẻ mồ côi, không người thân thích. Còn ba con lại là con của chủ thuyền. Ông bà không muốn mất danh dự với bà con hàng xóm. Rồi một ngày, mẹ biết có sự hiện hữu của con trong cơ thể, cũng là lúc ba con quyết tâm ra biển lần cuối, để lên bờ với mẹ con mình. Mẹ cũng không ngờ đó là lần cuối cùng mẹ gặp được ba con. Ngày đưa ba con về đất liền, mẹ có tới chịu ta, nhưng mà bên nội con phản đối dữ dội quá. Mẹ đành phải bỏ đi để giữ cho con được bình yên. Và rồi mẹ gặp Dượng. Dượng con lúc ấy là người tốt. Ông ấy đã không quản ngại khó khăn để cưu mang hai mẹ con mình. Cũng chính ông ấy là người đã chứng kiến. Thôi, con nó đã về đây rồi, chị đừng có nói nữa. Bây giờ tập trung mà lo cho nó, làm thế nào cai nghiện cho nó thành công nè. Vốn dĩ nó đâu phải là đứa hư hỏng gì đâu, chắc tại bạn bè nó lôi kéo rủ rê á. Còn nước thì còn tát, không phải suy nghĩ gì hết. Có điều một mình em không thể nào cai nghiện được con Nguyệt đâu. Khi nó lên cơn nghiện thì khó biết được điều gì sẽ xảy ra lắm. Em cũng tính đến chuyện đó rồi. Em cũng đã chuẩn bị ít đồ đạc ở nhà, để phòng khi nó lên cơn thì biết đường mà đối phó. Cũng may là ổng về quê,
nên mọi việc cũng đỡ căng thẳng. Căng cái gì mà căng? Đã chấp nhận nó từ hồi còn trong trứng nước thì bây giờ nó có xấu tốt gì thì cũng phải chịu. Nếu nó có nói cái gì thì cô cứ qua đây nói với tôi, tôi sẽ xử lý nó cho. Anh Ngọc nói đúng đó chị. Bây giờ cái điều quan trọng là mình phải cai nghiện thành công cho con Nguyệt. Mới về đây báo tin vui, chưa có kịp mừng nữa mà bây giờ lại xảy ra cái cớ sự như vậy nữa. Số con nhỏ sao mà trung chuyên quá không biết nữa. Qua cái giai đoạn này không cho nó đi đâu hết, giữ nó ở lại đây học cái nghề, lấy chồng sinh con, ổn định gia đình. Chứ lông bông bên thành phố thì khổ cái thân nữa. Em cũng tính vậy, mà không biết nó có chịu theo sự sắp đặt của mình không nữa. Không chịu thì cũng phải chịu, chứ bỏ lơ nó không được đâu nghe. Để ngày mai tôi qua nói chuyện với nó. Ngày mai là đến ngày đúng không con? Dạ, có thể đến sớm hơn nữa đó mẹ. Con còn có một điều cuối thôi. Vậy mẹ phải chuẩn bị những gì để cùng con vượt qua? Dạ, không cần chuẩn bị gì đâu mẹ. Mà chỉ cần một tinh thần thép hả? Tại vì lúc lên cơn nghiện nhìn ghê lắm á mẹ. Mẹ không ngại khó khăn đâu, chỉ sợ con nản lòng thôi. Mẹ lo nhất là điều đó thôi con à. Mẹ, con xin lỗi mẹ. Mẹ lại vất vả thêm vì con. Thôi, con đừng có tự dằn vặt mình nữa. Mẹ chỉ muốn chia sẻ và cùng con vượt qua giai đoạn khó khăn này thôi à. Mẹ, mẹ ơi. Hai người mà con mang nợ nhất trên đời này là mẹ và anh Tiến. Với mẹ thì đó là trách nhiệm rồi, còn với cậu Tiến thì thật sự mẹ cũng thấy áy náy với cậu ấy. Thôi anh nói chuyện khác đi mẹ. Nhắc anh Tiến con đau lòng quá. Dạ. Con. Con chào ba. Ừ. Ba ngồi đi ba. Ừ. Ba, con xin lỗi ba. Bữa giờ con về mà con không có ghé qua để chào hỏi ba và mẹ Mai. Tụi con giờ nhiều việc quá. Chỉ có ba má thương con gái cho nên mới lặn lội mua quà đến thăm. Ba đừng nói vậy mà ba. Ba nói chơi thôi. Chứ ba biết con không được khỏe nên ba qua chơi, sẵn thăm con luôn. Gửi em chút trái cây nè. Anh ngồi chơi nha, đem vô rót nước cho anh uống. Thôi khỏi, tôi qua đây là để dắt con gái tôi đi ra bãi biển hít chút khí trời, chứ nó ở nhà như vậy tù túng lắm. Nguyệt, con nghe ba Ngọc nói gì không? Dạ, ba có chuyện gì muốn nói với con hả ba? Lâu rồi ba với con không có nói chuyện với nhau. Ba muốn tìm hiểu tụi trẻ bây giờ suy nghĩ về cuộc sống hiện tại như thế nào. Vậy ba đợi con vô thay đồ một chút nha ba. Anh Ngọc à, anh ráng lựa lời mà khuyên con nhỏ giùm em nha. Tôi biết phải nói gì mà. Con biết không, thời trai trẻ
ai cũng có lúc sai lầm con à. Hồi đó ba và ba Thiệu của con á, quậy phá nhất cái làng giang đồ này. Nào là hái trộm cây trái, cướp học đi chơi, thôi thì đủ thứ hết. Các con bây giờ á, gia dấp xã hội sớm thì mang ảnh hưởng của tệ nạn xã hội là lẽ thường tình. Tuy nhiên á, mình dấp ngã ở đâu thì ta phải đứng lên ở đó. Con còn trẻ, miễn là con dám từ bỏ. Con hiểu mà ba. Đến bây giờ ba vẫn không hiểu được lý do vì sao con lại bỏ nhà lên thành phố như vậy. Vốn dĩ con là một đứa con gái rất ngoan hiền và hiếu thuận với cha mẹ. Ba biết là khi con lớn lên, mọi chuyện sẽ được con tìm hiểu về nguồn gốc. Nhưng con phải hiểu, sự thật luôn luôn vẫn là sự thật, nhưng mình phải đối mặt với nó như thế nào. Con đã từng nghe câu nói công sinh không bằng công dưỡng chưa? Ba, con không muốn nhắc lại chuyện đó đâu. Ký ức đó, con đã mất nhiều thời gian để con xóa nhòa nó lắm. Nó đã trở thành vết sẹo của con rồi ba. Vết sẹo gì chứ? Con đang trách ba ruột của con hay là ba Thiệu? Con không trách ai hết á. Con chỉ trách ông trời, tại sao lại đối xử với con như vậy? Sao lại bắt con chịu cái điều mà cả đời con không nghĩ là mình sẽ chứng kiến? Huống chi đừng nói đến chuyện con phải là nạn nhân. Cô đang nói cái gì vậy? Ba không hiểu. Ba không cần biết, ba không cần phải hiểu cho con đâu. Con chôn chặt nó từ lâu lắm rồi. Rồi con khôn lớn, con sẽ phải tìm về nguồn cội của con. Ba hứa là sau khi con cai nghiện thành công, ba sẽ hỏi mẹ con về quê quán của ba con để mà đưa con tìm về. Để làm gì vậy ba? Người ta đâu có thừa nhận con. Người ta từ chối con từ lúc con còn ở trong bụng mẹ kìa. Bây giờ ba con cũng không còn nữa thì có cái lý do gì? Con không còn lý do gì để tìm về bên họ hết á. Bậy bạ, con đừng có suy nghĩ lung tung. Cứ cái kiểu suy nghĩ tiêu cực như vậy á thì làm sao con vượt qua được cơn giông tố này chứ? Con mới làm gì sai hết á? Tại sao con phải chịu đựng cái cảnh này hả ba? Con đã làm gì sai? Con đã từng rất tôn trọng ông ấy. Con từng nghĩ ông ấy là cha của con. Vậy thì có lý do gì mà ông ta cưỡng bức con? Ba nói đi, ba nói đi ba. Con nói cái gì vậy Nguyệt? Ai? Ông ta là ai? Còn ai ngoài ông ta nữa? Cái người mà con gọi là cha, là ba đó. Con tự nghĩ rằng ông ta đã thương yêu con, nhưng mà không. Niềm tin của con đã bị ông ta lấy mất rồi ba ơi. Nguyệt, con nhìn vào mặt ba nè. Cô đang nói cái gì vậy? Cô đang mê sảng hay sao vậy? Nói sảng sao? Ba nói con nói sảng cái gì chứ? Bao nhiêu năm trời nay con cất kỹ cái điều đó trong lòng con. Ba, con có làm gì ông ta không ba? Chính ông ta, ông ta đẩy con xuống vũng bùn kìa. Nếu như ông ta không làm điều đó, ông ta không cưỡng bức con, thì cuộc đời của con đâu có đi đến nông nỗi này đâu hả ba? Con không muốn sống nữa. Trời. Dạ thưa chú có khách ạ. Khách nào? Dạ. Chào anh, lâu quá không gặp. Có gì cậu cứ nói thẳng đi. Hôm nay tôi cũng không ngờ là đến văn phòng anh để thanh tra toàn bộ những vụ án mà anh đang thụ lý. Sao? Thanh tra lại toàn bộ vụ án à? Không thể nào. Có đơn tố cáo anh đã nhận hối lộ và chạy án cho một vụ án hình sự mà lúc đó anh đang giữ cương vị là một thẩm phán. Đây là công văn yêu cầu thanh tra lại vụ án đó. Bây giờ anh muốn tôi đọc hay là anh tự đọc?
tôi biết tâm trạng của anh hiện giờ rất bực bội. Nhưng một khi đã có đơn tố cáo thì bắt buộc phải tiến hành thanh tra lại. Anh cũng không ngoại lệ đâu. Công văn tôi đọc xong rồi. Các anh hãy tiến hành phận sự của mình đi. Nhưng chắc chắn các anh sẽ thất vọng, vì tôi không bao giờ lợi dụng uy tín của mình để nhận hối lộ. Thấy anh tự tin mình trong sạch như vậy, tôi cũng mừng. Tôi hy vọng không phải chất vấn anh tại tòa. Anh yên tâm đi, không hề có chuyện đó đâu. Tiến hành thu thập chứng cứ đi. Dạ. Đề nghị cô mở tủ hồ sơ để chúng tôi kiểm tra. Tiên có chồng có con, mà bữa cơm nào cũng chỉ thui thối có mình vậy nè. Quà của mày nè. Trời, hôm nay mày gặp khách sộp nha. Mua toàn là đồ hiệu không hả? Thì gặp đại gia, giá nó cũng tăng mà mày. Ganh tị với mày quá à. Ai như tao, gặp toàn là hàng kém chất lượng không à. Lại còn trả giá nữa chứ. Lần này á, tao gặp được miếng mồi ngon rồi. Tuy già nhưng mà giàu. Đặc biệt. Anh ngồi ở đây chờ một lát, chú Hoàng họp xong sẽ về. Ừ, cảm ơn cô. Thẩm phán, tôi là ba của bị cáo Nguyễn Văn Bảo đây. Tôi biết số tiền mà tôi gửi cho ông không đáng là bao nhiêu, nhưng mà ông đừng lo, tôi đã rao bán căn nhà rồi. Chỉ cần ông giúp con trai tôi giảm nhẹ khung hình phạt tội giết người, tôi xin hậu tạ xứng đáng cho ông. Tôi chỉ có mình thằng Bảo là con,
Tôi xin ông hãy giúp tôi cứu nó. Tôi xin ông hãy cứu con trai tôi. Tôi xin ông mà. Tôi xin ông hãy cứu con trai tôi. Gia đình tôi sẽ mang ơn ông suốt đời. Ông có nghe tôi nói không? Alo. Alo. Bị bạn gái bỏ hay sao mà mặt đờ ra như khúc gỗ vậy? Sao rồi? Chuyện tôi nhờ ông làm tới đâu rồi? Gấp quá vậy? Để tôi gọi nước cái đã. Giờ anh dùng gì ạ? Một cà phê sữa đá, một tô bún bò. Dạ. Một khoai tây chiên. Và một... một phần cơm chiên hải sản nha. Dạ. Bộ ông bị bỏ đói lâu năm lắm, làm gì sao kêu loạt mà ăn dữ vậy? Tôi mang tin tốt tới cho ông nên phải tranh thủ ăn cho đã, bù lại những đêm thức trắng, tìm lại chứng cứ cho ông. Nè, tổ pháp chứng làm việc tới đâu rồi? Tổ pháp chứng đã kiểm tra quần áo của nạn nhân và phát hiện tinh dịch của nạn nhân Thiệu, và có cả bị cáo nữa. Mẫu pháp chứng đã được gửi qua cho công an rồi để củng cố hồ sơ, nhưng mà không hiểu sao lại không nhắc đến trong vụ án. Tôi nghĩ chắc là bị cáo đã nhận tội nên chi tiết đó đã bỏ qua. Không bỏ qua được đâu. Đối với tôi đó là vật chứng quan trọng đó. Cô à, lúc này là lúc cô phải mạnh mẽ lên. Cô phải trở thành chỗ dựa tinh thần cho Nguyệt. Cô có biết không? Cô muốn giúp đứa con tội nghiệp của mình lắm, nhưng mà cô không biết phải giúp nó bằng cách nào đây. Nếu mà cô cứ cố che giấu như vậy á, con rất là khó giúp Nguyệt. Nếu mà cô muốn giúp Nguyệt á, cô hãy kể cho con nghe những gì về Nguyệt đi. Cô thật sự không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Nếu con thấy có điều gì đó không hiểu thì cứ hỏi, cô sẽ nói hết những gì mà mình biết. Con có nghe Thanh kể á, là cô đưa Nguyệt về quê để cai nghiện. Vậy trong suốt quá trình Nguyệt cai nghiện ở dưới quê á, cô có thấy điều gì bất thường giữa Nguyệt và ông Thiệu hay không? Khi con Nguyệt về quê cai nghiện thì ông Thiệu nói ở bên nhà nội có việc nên ông ở suốt ở bên đó, không có về nhà. Con Nguyệt nó sao rồi chị? Nó mới vừa ngủ. Con nhỏ có ăn uống gì chưa mà ngủ vậy? Nó ăn được có vài muỗng cháo à. Tội con nhỏ hết biết á. Em đang xắt thuốc cho nó nè. Cảm ơn em nha. Kì chị, xắt thuốc cho con có gì đâu mà phải cảm ơn. Bộ chị quên em cũng là mẹ nuôi của bé Nguyệt hả? Đối với những người cai nghiện tại nhà thì ý chí kiên nhẫn của gia đình đối với người nghiện đóng vai trò không nhỏ cho việc cai nghiện thành công. Thường thì người cai nghiện thời gian đầu sẽ bị sút giảm cân, cho nên chế độ dinh dưỡng hàng ngày cho người nghiện cũng không được coi thường. Sau đây là một số thực đơn dùng cho người cai nghiện ma túy. Anh có thể chỉ cho tôi cách làm giảm đau đớn lúc lên cơn được không ạ? Thuốc giảm đau có thể làm giảm bớt cơn nhức nhối khi cơn nghiện hoành hành. Nhưng mà chỉ áp dụng cho những người cai nghiện ở các trung tâm. Vì ở đó, những bác sĩ chuyên môn sẽ đo lượng thuốc cần thiết cho những người cai nghiện. Còn đối với những người mà cai nghiện tại nhà, thì tình yêu thương của gia đình là liều thuốc tốt nhất giúp cho cơn nghiện vượt qua cơn đau. Vậy cơn đau sẽ kéo dài trong bao lâu vậy anh? Giai đoạn các cơn nghiện kéo dài khoảng 7 ngày đến 10 ngày. Tùy vào thời gian sử dụng thuốc lâu hay là mới sử dụng thuốc. Con gái tôi vượt qua cơn nghiện được 2 ngày rồi. Không biết là 8 ngày còn lại con nhỏ phải chịu khổ sở gì nữa đây. Trong 2-3 ngày đầu, khi lên cơn giật giả, người nghiện có cảm giác như là
có hàng trăm ngàn con dồi, con kiến đang bò trong xương vậy. Đau nhức mình mẩy với tay chân, rồi chán ăn, đau bụng, tiêu chảy, rồi cả tăng huyết áp nữa. Qua được thời gian 2-3 ngày này, thì khoảng cách thời gian giữa các cơn giật giả sẽ xa dần và cơn giật giả sẽ nhẹ hơn. Sau khoảng 7-10 ngày sẽ hết cơn giật giả. Trong khoảng thời gian này thì cô sẽ kết hợp với một số liệu pháp như là châm cứu, xoa bóp và tắm mát, sẽ giúp ích cho con của cô vượt qua cơn nghiện. Vậy sau thời gian đó thì sao hả anh? Sau đó con của cô sẽ bước qua giai đoạn phục hồi thể chất. Lúc này tuy đã tạm cắt cơn, nhưng cô vẫn phải chú ý đến tâm lý của con của cô và cố thuyết phục cô ấy tham gia các lớp học ngắn hạn để cai nghiện thành công. Cô ấy sẽ dễ dàng hòa nhập với cuộc sống mới. Đây là một số biện pháp cai nghiện tại nhà, nó sẽ giúp ích cho cô đó. Cảm ơn anh. Không có gì. Nhi ơi, nếu anh có linh thiêng, xin hãy giúp con gái chúng ta vượt qua kiếp nạn lần này. Cuộc đời của nó đã quá khổ rồi. Xin anh hãy phù hộ cho con Nguyệt, chuyện giữ qua lành nhé anh. Có chuyện gì mà sao mấy bữa nay tôi thấy ông bần thần quá vậy? Cơm hôm nay bà nấu nhão quá nên tôi thấy ngán. Tôi đang hỏi ông, có chuyện gì mà sao mấy bữa nay tôi thấy ông cứ khát khát? Có chuyện gì cho tôi biết để mà tính chứ. Có gì đâu mà sao bà hỏi hoài vậy? Bộ tôi hay giấu bà lắm hay sao? Ai mà biết ông đang nghĩ cái gì. Ông cứ im im như vậy hoài làm sao tôi biết được. Vợ chồng với nhau, có cái gì thì ông cũng phải chia sẻ. Không có con có cái, phải nương tựa với nhau mà sống chứ. À, hôm bữa bà Tư ở xóm trên á, bà hỏi tôi là ông có bỏ cá khô cho bà bán nữa không? Thời gian đâu mà đi bỏ mối cho mấy bà đó. Người ta lấy hàng tạ hàng tấn, còn mấy bà lấy không bao nhiêu hết á, rồi mất công đi thu tiền nữa. Thì bà bán trong sớm mà ông. Sớm chài ven biển đó, cá tươi đầy đó đó, sao không mua về ăn mà đi mua cá khô về ăn? Mà con muốn ăn khô đi nữa thì cũng phải mất 2 ngày để ướp và phơi cá, là có cả chục ký để mà ăn rồi. Không thông minh gì hết trơn á. Cái ông này bữa nay kỳ nha. Thì người ta nói với tôi làm sao thì tôi nói với ông vậy thôi. Chỉ có mấy bà tám á mới vậy thôi, chuyên dòm ngó nhà người khác đi mua vui. Nè, mà tôi hỏi thiệt ông nha, có phải là ông đang bận tâm về chuyện của con Nguyệt không? Ừ, cũng tội nghiệp con bé. Có những chuyện không thể nghĩ là nó sẽ xảy ra. Hôm bữa hai cha con đi với nhau, có nói chuyện với nhau nhiều không? Rồi con Nguyệt nó có tâm sự gì với ông không? Nó có kể gì nhiều không? Nhiều.
Có nhiều điều nó chất chứa trong lòng mà nó không biết giải bày cùng ai. Nó có hỏi về cha ruột của nó không ông? Có. Nó cũng quan tâm, nhưng mà không biết á, nhà người ta có chấp nhận nó hay không. Tôi có hứa là khi nào nó cai nghiện xong thì đích thân tôi sẽ đưa nó tìm về nguồn cội. Rồi nó nói sao ông? Nó không nói gì hết. Con nhỏ này nó thâm trầm nhiều hơn so với tuổi của nó. Cái suy nghĩ về cách hành xử của nó khiến tôi không có cảm giác nó là một con bé. Nó là đứa biết thân biết phận mà. Với lại anh Thiệu cũng rất là thương nó. Cái thằng súc sinh đó đó. À? Tôi đang đợi nó về để nói chuyện với nó đó. Quá khốn nạn. Đi tiện mà. À? Ông, sao bữa nay ông kỳ vậy? Có chuyện gì hả ông? Chính nó đó, nó đã hại đời con Nguyệt. Chính vì nó mà con Nguyệt mới ra nông nỗi này đó. Ông nói cái gì? Tôi không hiểu gì hết vậy. Không có chuyện gì hết. Bà ăn cơm đi. Trời đất ơi, sao lại ra nông nỗi như vậy chứ? Nguyệt à, ráng về ăn miếng cháo đi con. Hai ngày nay con có ăn uống gì đâu? Con không đói đâu mẹ ơi. Con đừng có nói như vậy mà. Mẹ biết là con rất mệt, nhưng con phải cố gắng vượt qua cùng với mẹ. Con ăn chút cháo hay uống chút sữa gì cũng được. Cứ nhịn ăn hoài, làm sao mà có sức để chống lại mấy ngày tiếp theo đi con. Con mệt quá. Mẹ để con ngủ chút nữa đi. Mẹ đừng kêu con dậy nha. Không được đâu. Con đang sốt đây nè. Con phải ăn thì mới có sức đề kháng chứ. Hay là để mẹ vắt nước cam cho con uống nha. Đừng mà mẹ ơi. Thôi được rồi. Vậy con nằm nghỉ một lát đi. Khi nào đói thì kêu mẹ nha. Không ổn rồi Nguyệt à. Tại trói chặt quá nên cổ chân con trầy xước hết rồi kìa. Lát phải gọi bác sĩ tới khám cho con. Chứ để như vậy hoài nhiễm trùng thì nguy hiểm lắm đó. Con đợi một lát, mẹ đi liền nha. Con không sao đâu mà mẹ. Con không sao đâu mẹ ơi. Trời đất ơi, Thiệu ơi là Thiệu, riết rồi ba thấy con á, thành con sâu rượu luôn làm sao á. Ờ, thì ông bà người ta nói, con cái mà nó có gia đình rồi á, thì cha mẹ bớt khổ. Có khi á hả, nó còn lo cha mẹ nè, phụng dưỡng cha mẹ nè. Còn đằng này á, có con có cái rồi, gia đình rồi, mà rốt cuộc còn khổ hơn là chưa có gia đình nữa. Thì nó cũng gần 50 tuổi đầu chứ còn gì nữa. Sao lần nào về nhà ba với má cũng nói nhiều quá vậy không biết? Sao không nói hả? Con nhà người ta yên bề gia thất, phụng dưỡng cha mẹ nè, lo lắng cha mẹ nè. Có khi lại còn sung sướng vì nó biết báo hiếu, phụng dưỡng. Còn cái nhà này hả? Lần sau con không về nữa đâu. Ba má nó nhiều quá, nhức cái đầu. Hãy động tới á, là nó nói nó không về nữa. Lẹ đi bác sĩ. Lẹ giùm đi bác sĩ. Nhanh lên giùm đi bác sĩ ơi. Bây giờ cháu tạm thời ngủ trong 3 tiếng đồng hồ. Khi mà cháu tỉnh dậy
nhớ cho uống nước nhiều. Rồi à, gia đình nhớ canh giữ cẩn thận nha. Tao có muốn nói, thế tao thấy mày làm thinh là tao thấy mày ngu quá đi. Già đầu hai thứ tóc rồi mà không biết lo thân mình gì hết trơn hết trời. Trời ơi má, sao má nói hoài vậy? Bây giờ thằng Thiệu nó đâu phải cái tuổi để má dạy dỗ chì chiết nữa. Có gì làm, mình yên lặng mình làm chứ. Tao có nói gì đâu. Thấy không, suốt ngày cứ ôm khư khư cái chai hoài, thấy có chán không? Bây giờ má lựa chọn đi. Một là má yên lặng để mà thâu tóm cái nhà. Hai là má la làng lên để con kia nó biết nó chạy lấy của. Vậy thôi, tao không thèm nói nữa. Muốn ra sao thì ra. Còn hai nữa, mày không lo dọn cơm cho nó ăn đi, cứ đứng đó nhiều chuyện à. Cho bà la riết rồi tao điếc cái đầu luôn à. Thôi tôi đi vô dọn cơm nha. Má không có được nói nha. Má nói hoài à. Nói hoài không có làm chuyện lớn được. Rồi tao im lặng nè. Ê bà, con bé nhà ông Thiệu sao dạo này xuống sắc dữ vậy? Tôi nói nghe nè, con nhỏ này nè, nó vướng vô tệ nạn xã hội chứ nó có tốt lành gì. Cũng còn tùy chị ơi, mấy đứa trẻ ở xóm tôi nè, hồi đó nó lên thành phố học nó có một chút xíu mà, đâu có gì đâu. Không phải, tôi nói con nhỏ này nè, nó dễ thương lắm, nó đẹp người nữa, mà tại sao nó vướng vô cái trường hợp này nè, đó mới là điều đáng tức thôi. Ủa mà mấy chị đang nói tới ai vậy? Con bé nhà ông Thiệu á. Con bé nhà ông Thiệu. Ông Thiệu ăn khô hả? Trời ơi, chuyện làm sao vậy? Thì đó, phải chi nó là con trai thì tôi đâu có nói. Nó là con gái, mà nó mới lớn nữa, mà nó cũng đẹp nữa. Mà mấy bà biết nó quen ai trên thành phố không? Là đại gia đó. Giờ nó hư rồi, sắp chết, nằm có một chỗ à. Ui trời ơi, giờ nó lỡ lối thấy ghê. Thông tin có chính xác không chị? Trời ơi, không lẽ tôi nói láo mấy bà làm gì? Cái bà mà bác sĩ ở gần nhà tôi á, bà nói đúng 100% luôn. Trời ơi, tội nghiệp quá. Nhà ông Thiệu chỉ có mỗi một người con gái à. Nay bị sida, vậy là triệt giống nội rồi. Thảo nào trong thời gian gần đây á, tôi đâu có thấy ổng chở hàng khô đi bỏ bó cho người ta đâu. Đúng là tội nghiệp ông Thiệu quá. Cho bao nhiêu một bó vậy? Chị ơi. Chị, bán rau kìa. Bán rau kìa. Trời ơi, rau này bán hết rồi. Đi qua đằng kia mua giùm tôi đi cô. Cô này là vợ ông Thiệu á. Vậy hả chị? Trời ơi, nhìn cổ ghê lắm. Cho bao nhiêu một bó vậy? Có người mua hết rồi. Gia đình chồng cổ đâu có chịu, mà cổ cứ lì à. Cái điệu này chắc là muốn chiếm nhà anh ta đây nè. Chuyện đã như vậy rồi, đành phải chịu. Con dại cái mang. Mình sống vì con cái, sao mà tránh được miệng thiên hạ. Kệ người ta. Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ cũng đồn xa. Bây giờ ở ngoài chợ huyện, đi tới đâu người ta cũng bàn tán chuyện con Nguyệt nó nghiện ngập, rồi mắc bệnh này nọ. Thiệt tình, chị không dám vác mặt ra đường nữa. Chứ bây giờ mình biết phải làm sao đây? Thôi thì cố gắng cai nghiện cho con xong đi rồi tính tiếp. Chủ yếu là con mình thôi chị à. Biết là vậy rồi, nhưng mà nghe người ta nói như sát muối vào lòng, vừa thương mà vừa giận con nữa. Việc cần quan tâm bây giờ là thằng Thiệu nó đối xử với con Nguyệt như thế nào khi về đây kia kìa. Còn mấy bà tám ở ngoài chợ thì quan tâm làm gì? Chuyện của thiên hạ mà. Dạ em cũng suy nghĩ về việc này, nhưng mà cũng không biết làm sao nữa. Ổng cứ tối ngày say xỉn như vậy, không biết lúc về thấy con Nguyệt như vậy có sinh sự gì không nữa. Vấn đề là ở chỗ đó đó. Cái thằng quỷ đó uống ba cái thứ bia rượu vô á, rồi làm càn. Mà mình phải có cách gì chứ. Chứ để anh Thiệu về á là khổ cho con Nguyệt nữa. Khổ thiệt á. Nay mai là ổng về tới rồi,